Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. Động đất Đài Loan, Trung Quốc, số thương vong tăng mạnh. Chính quyền Đài Loan ngày 3 tháng 4 cho biết, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh đã tăng lên 7 người, trong khi 711 người bị thương và 77 người bị mắc kẹt. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố, nước ông sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho Đài Loan sau trận động đất mạnh kể trên. Ông Kishida viết trên mạng xã hội X, tôi vô cùng đau buồn khi biết tin về trận động đất. Trận động đất mạnh 7,4 độ làm rung chuyển Đài Loan sáng ngày 3 tháng 4 là trận động đất mạnh nhất tấn công hòn đảo này trong ít nhất 25 năm qua. Cảnh báo sóng thần được ban bố cho miền Nam Nhật Bản và Philippines nhưng sau đó được dỡ bỏ. Tâm chấn của trận động đất nằm gần thành phố Hoa Liên. Trong số 7 người thiệt mạng tính đến đầu giờ chiều ngày 3 tháng 4, giờ địa phương, có 3 người bị đá đè tử vong khi đi bộ đường dài qua những ngọn đồi xung quanh Hoa Liên và một tài xế xe tải thiệt mạng vì lở đất. Truyền hình Đài Loan chiếu cảnh các tòa nhà bị đổ nghiêng ở Hoa Liên. Nhân viên bệnh viện ở Đài Bắc, Trang Yulin, 60 tuổi nói, trận động đất rất mạnh, cảm giác như thể ngôi nhà sắp sụp đổ. Nhà lãnh đạo mới đắc cử của Đài Loan, Lại Thanh Đức, dự kiến đến thăm Hoa Liên trong ngày 3 tháng 4. Cơ quan quản lý thời tiết Trung ương Đài Loan cho biết trận động đất làm mất điện ở một số khu vực của Đài Bắc. Một trận động đất khác mạnh 6,4 độ đã theo sau trận động đất 7,4 độ ban đầu, tâm chấn gần bờ biển Đài Loan, Trung Quốc hơn. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, chỉ 13 phút sau trận động đất 7,4 độ với tâm chấn chỉ cách thành phố Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc 18 km, gây tàn phá nặng thành phố này và cảnh báo sóng thần đến tận Nhật Bản, Philippines. Một trận động đất khác mạnh 6,4 độ đã bồi thêm, tâm chấn cách thành phố Hoa Liên chỉ 11 km. Hai trận động đất lần lượt xảy ra vào lúc 6 giờ 58 phút và 7 giờ 11 phút sáng ngày 3 tháng 4, theo giờ Việt Nam. Khoảng 10 dư chấn đã được USGS ghi nhận kể từ thời điểm đó. Phân loại theo cấp độ ZII, tức chấn động mà người trên mặt đất cảm nhận được, thường liên quan đến mức độ tàn phá. USGS phân loại hai trận động đất này lần lượt là cấp 9, mạnh, và cấp 18, mạnh trung bình. Cấp 10 là cao nhất trên thang đo này. Các hình ảnh được AP và Reuters ghi nhận tại thành phố Hoa Liên cho thấy nhiều tòa nhà cao tầng đã bị đổ sập. Chính quyền địa phương cho biết nhiều người dân đang bị mắc kẹt trong các tòa nhà này. Chính quyền cũng đã đình chỉ các lớp học, giáo viên được yêu cầu đưa học sinh sơ tán ra các bãi đất trống. Theo The Guardian, hơn 87.000 hộ gia đình trên đảo Đài Loan hiện không có điện, sự cố Internet cũng được báo cáo. Trong khi đó, phóng viên The Guardian từ thành phố Đài Bắc mô tả, gạch bong chóc bên ngoài những ngôi nhà cổ, tháp nước nứt, kính và đồ đạc rơi vỡ. Phóng viên này cũng cho biết dư chấn liên tục ảnh hưởng tới khu vực này từ 8 đến 9 giờ sáng giờ địa phương. Người Việt tại Đài Loan, Trung Quốc sốc khi chứng kiến động đất mạnh. Nhiều người Việt sinh sống tại Đài Loan, Trung Quốc không khỏi hốt hoảng khi chứng kiến trận động đất mạnh 7,4 độ và nhiều cơn dư chấn sáng ngày 3 tháng 4. Anh Phan Tấn Phát, người đang làm việc và sinh sống tại thành phố Tân Trúc phía Tây Hoa Liên, nhà sáng lập công ty du lịch đặt xe tại Đài Loan cho biết, Hoa Liên là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong trận động đất, nhiều nhà cửa sụp đổ khiến người dân phải sơ tán. Trả lời báo Người Lao Động, sau khi trận động đất xảy ra vài giờ đồng hồ, anh Phát, người sinh sống tại Đài Loan 12 năm cho biết, tôi nghĩ rằng ai cũng hoang mang khi trận động đất xảy ra vì đây là trận động đất mạnh nhất mà tôi từng cảm nhận và nhiều cơn dư chấn còn kéo dài đến lúc này. Theo anh, hầu hết người dân tìm nơi trú ẩn trong lúc xảy ra động đất. Nhà cửa ở Đài Loan xây kiên cố nên chỉ cần ẩn nấp để tránh vật dụng rơi xuống và chưa đến mức phải sơ tán toàn bộ. Một số khác thì chạy ra khỏi các tòa nhà. Tại nơi anh Phát sinh sống, bảo vệ khuyến cáo người dân không sử dụng thang máy. Trong nhóm ăn chơi Đài Loan trên Facebook do anh Phát làm quản trị viên, nhiều người Việt sống tại Đài Loan không khỏi sửng sốt khi trải qua cơn địa chấn mạnh. Một thành viên sống ở chung cư tại Đài Bắc kể lại rằng đồ đạc trong nhà rơi rớt khi tòa nhà rung lắc mạnh. Tại Đài Bắc, người di chuyển trên đường trên cao tốc và hành khách đi tàu điện ngầm cũng cảm thấy rung lắc mạnh. Công ty sản xuất bán dẫn lớn nhất thế giới Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. TSMC cũng thông báo dừng dây chuyền sản xuất và sơ tán nhân viên để thực hiện các biện pháp đề phòng. Theo Giám đốc Trung tâm Địa chính học Đài Loan Wu Chengfu, đây là trận động đất mạnh nhất ở hòn đảo trong 25 năm qua, sau trận động đất 7,6 độ khiến 2.400 người thiệt mạng năm 1999. Sau vụ động đất này, cảnh báo sóng thần đã được ban bố ở Đài Loan, Trung Quốc đại lục cũng như một số nơi khác trong khu vực, bao gồm Nhật Bản.
Đoạn clip được truyền thông địa phương chia sẻ cho thấy các tòa nhà rung chuyển dữ dội trong một phút trước khi đổ sập xuống đất, trong khi người dân hoảng loạn chạy thoát thân. Ít nhất 50 người ở Hoa Liên, Nghi Lan, Đài Bắc, Tân Đài Bắc, Cờ Long và Đào Viên bị thương sau khi bị vật thể rơi trúng hoặc ngã trong trận động đất. Một phần mái của sân bay quốc tế Đào Viên bị sập khi động đất tấn công, giới chức sân bay thông báo. Họ cho biết thêm hiện chưa có báo cáo về thương vong ở hành khách. Một số đoạn đường cao tốc thuộc vùng núi ở Hoa Liên và miền Trung Đài Loan đã bị cấm lưu thông bởi chúng bị lõm một phần hoặc bị lấp đầy bởi đá rơi, cảnh sát cho biết. Công ty điều hành đường sắt cao tốc Đài Loan cho biết chưa có thiệt hại hay thương tích nào được báo cáo trên các đoàn tàu của họ. Tuy nhiên, các chuyến tàu sẽ bị hoãn để kiểm tra. Nhiều khu vực bị mất điện khi trận động đất bắt đầu, sau nguồn điện hầu như đã được khôi phục vào lúc 10 giờ 30 phút giờ địa phương, công ty điện Đài Loan thông báo. Theo South China Morning Post, SCMP, đây là trận động đất mạnh nhất mà Đài Loan hứng chịu kể từ năm 1999, khi trận động đất mạnh 7,6 độ cướp đi sinh mạng của gần 2.400 người và phá hủy 5.000 tòa nhà. Tác động của trận động đất hôm 3 tháng 4 có thể được cảm nhận ở Nhật Bản và ngoài khơi bờ biển phía đông của Trung Quốc đại lục, bao gồm Thượng Hải, Tô Châu, Thâm Quyến, Quảng Châu và Sán Đầu. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Trung Quốc đã ban bố cảnh báo sóng thần cấp độ 1, tức báo động đỏ, mức cao nhất trong thang báo động 4 cấp độ. Cơ quan này khẳng định trận động đất sẽ tiếp tục gây thiệt hại đến các khu vực xung quanh Hoa Liên, bao gồm cả phía đông của Đài Bắc. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo sóng thần đối với đảo Miyako và đảo Okinawa vào khoảng 8 giờ, không loại trừ khả năng sóng đạt độ cao 3 mét, NHK đưa tin. Một giờ sau, Manila ban bố cảnh báo sóng thần và ra lệnh sơ tán các khu vực ven biển, theo Viện Núi Lửa và Địa chấn học Philippines. Sau đó, trong sáng ngày 3 tháng 4, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương và Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã hạ cấp nguy cơ sóng thần. Vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương, điện thoại của người dân thành phố Đài Bắc đã nhận được cảnh báo sóng thần từ chính quyền. Sóng thần có thể ảnh hưởng đến các khu vực ven biển lúc 9 giờ 59 phút. Theo báo The Guardian, sóng thần ập vào Nhật Bản sau trận động đất gần Đài Loan, Trung Quốc, không cao như dự báo ban đầu. Do đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã hạ cấp cảnh báo, song vẫn khuyến cáo người dân tiếp tục sơ tán cho tới khi cảnh báo được dỡ bỏ hoàn toàn. Đài NHK cho biết một số cư dân ở đảo Okinawa đã sơ tán đến căn cứ quân sự Mỹ gần đó. Còn những người khác chạy lên các vùng đất cao của thành phố Naha, thủ phủ Okinawa. Sau đó, Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cũng thông báo mối đe dọa sóng thần đã chấm dứt. Trước đó, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS trận động đất mạnh 7,4 độ theo thang Moment của Mỹ và có tâm chấn cách thành phố Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc chỉ 18 km. Các đài truyền hình khu vực chiếu cảnh một số tòa nhà bị sập ở thành phố Hoa Liên cho biết một số người đang bị mắc kẹt. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.